Tại một bãi rác bên ngoài thủ đô Buenos Aires, Argentina, nhiều người lục lọi trong các đống rác để tìm quần áo còn sử dụng được và thậm chí cả thức ăn. Bìa cắt tông, nhựa và kim loại được họ phân loại và mang đi với hy vọng sẽ bán được ít tiền. Khi Argentina lâm vào tình trạng lạm phát kinh khủng, nhiều người dân phải tìm cách để đắp đổi qua ngày. Lạm phát ở đất này có thể lên đến 100% trong năm nay, mức tăng mạnh nhất kể từ thời siêu lạm phát vào năm 1990. Sergio Oma có 5 đứa con, anh phải dành 12 giờ mỗi ngày để mò rác. Phải có đến gấp đôi số người đến đây vì khủng hoảng ghê gớm. Tình hình ngày càng tệ đi mà người ta không quan tâm đến những người lao động nghèo. Chúng tôi là những người nghèo, chỉ biết kiếm sống được ngày nào hay ngày đó. Một thế kỷ trước, Argentina là một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới. Nhưng trong những năm gần đây, nước này đã trượt dài từ cuộc khủng hoảng này đến cuộc khủng hoảng khác. Và hiện nay, Argentina phải nỗ lực giữ mức lạm phát trong tầm kiểm soát. Năm 2001, thời điểm Argentina phải trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất, Sandra Contreras đã thành lập câu lạc bộ trao đổi hàng Lujan. Giờ đây, xu hướng này lại bùng nổ khi người Argentina không thể gánh nổi giá cả leo thang. Họ tìm cách đổi những thứ như áo quần cũ lấy bột mì hoặc mì ống. Mọi người đến đây rất tuyệt vọng, lương của họ không đủ, giá cả thì tăng lên từng ngày. Mọi người còn không có tiền, nhưng chúng tôi cần phải mang thứ gì đó về nhà. Vì vậy không có lựa chọn nào khác ngoài đổi hàng. Trong nửa đầu năm 2022, tỷ lệ người nghèo ở Argentina là hơn 36% và tỷ lệ nghèo cùng cực tăng lên 8,8% với khoảng 2,6 triệu người. Pablo López, người làm việc trong một trung tâm tái chế nhỏ nói rằng tác động của tình trạng giá cả tăng cao rất rõ ràng. Tình hình lạm phát hiện tại thực sự điên rồ. Bạn có thể thấy nó xảy ra với mọi người đến đây làm việc. Lạm phát ảnh hưởng đến tất cả chúng tôi. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.